chào cả nhà buổi sáng. Chào cả nhà. Cả nhà ơi, bữa nay chính thức đi đổ vớn nha cả nhà. Cái đường vớn của mình là Giang đã xuống sông hết luôn rồi đó. Nãy giờ cả nhà thấy vòng vòng là hàng có quay cho sơ sơ cho cả nhà xem á. Giờ bữa nay sau bao ngày bộn bề thì hôm nay sáng hôm nay ba mẹ con sẽ đi đổ cái vớn nha. Đổ vớn luồng của mình. Đây, đây. Năm nay chơi lập mới. Lưới vàng đăng rồi này nọ thì vẫn còn là cũ cả nhà, nhưng mà lập thì mới. Ôi, ngang bắp đùi Giang rồi còn gì nữa. Rồi bây giờ con lên trên phô. Mẹ con lên trên. Mẹ lấy cái ghế này, mẹ ngồi cho cao đi, đưa ghế kia con. Cái gì xèo xèo lắm nè. Năm nay cá ít hơn 10 năm. Ủa cá lồng tông. Con cá chúa. Không có cá linh đây mẹ. Năm nay không có sao cá linh nó không lên đồng nè. Ở không lên mình xuống trễ chứ. Nó qua được cái gì vậy. Cá chốt, cá chốt lại, cá chốt. Ồ, cá chốt. Ối thằng. Sáu quên cái thùng đá bỏ cá đằng sau rồi, rồi bây giờ phải quay về lấy. Lợp này lúc nước nước lên. Cá chốt dính nè. Chốt nhiều. Ê, có cá chê nữa. Nước. Ui ha, nó chặt hai ba cái chê. Cái vô mời. Quá cá. Cá ngon dữ trời. Ủa cá rồi. Chốt trước điện thoại. Chốt trước điện thoại. Ghê quá, cái gạnh nó đưa lên. Quá trời, cá trứng rồi. Ôi bự cho nhạc luôn. Giữa là chỗ 3 4 đây nè. Thấy nghe chớp rồi hả? Thấy bên kia con. Đường cá chè gì bỏ thấy vô khoang vậy nè. Cá chốt liền vô thùng. Cá chè bỏ dưới hả? Bỏ xuống á. Chắc chắc. Cá chặt luôn. Cá sặc để riêng nữa hả? Sặc để riêng. Rồi ôm cá vô. Được lúc rồi. Lúc đăng rồi nè, bởi vì nó chạy yếu rồi đó hả?
láng này lúc luôn. Cái luồng vớn gian mới vừa làm xong mà mới hôm qua hôm nay mà nó bị mấy cái đường đăng này nó bị lút rồi, nước lên đó cả nhà. Ôi đường đăng này bị lút thì cá nó sẽ lội qua được rồi. Mưa quá không có cái linh để nắng lại mới có cái linh này tên không? Này nhiều hơn nè, đó. Xèo. Giang nghiên cứu. Ôi có chuyện bự quá Giang. Cái chuyện. Ủa cái quân ngon mèo chết rồi. Ui dữ quá. Thì giúp đỡ cái đó gà sọt này đi. Đổ vô nhậu vô nữa. Mẹ con nghĩ là do mấy bữa nay mưa á, chứ mà để mai mốt nắng lại có cái linh đó. Cái gô rồi mà chốt nữa kìa. Cái cá nhỏ nhỏ này là cá lồng tông á cả nhà. Lồng tông quá lồng chặt tông. Cá sặc bán sống à, người ta mua sống à. Mua sống. Đúng cái sạc tiếp nha. Cái sạc ta mua là sống năm nha. Bữa còn như nhàng đặt lờ chúng rồi. Có cái linh này mẹ? Có mà hết nè. Được cái linh ăn không? Có rồi. Đặc điểm của cái vớn luồng này là nó chạy cá nhiều, với lại nhiều loại cá nữa cả nhà. Thì cái này mình mới xuống là chưa đúng thời điểm, thường đúng thời điểm cả nhà thấy năm ngoái đúng thời điểm đổ cá linh một cái có bầu mà cả 100 kg cá linh. Rồi tới mùa, tới đợt cá chê vàng, tới đợt cá chạch.
cái này có cá chạch nữa rồi đó Giang, chị mới thấy con cá chạch á. Hôm nay là cái dàn vớt này là Giang là ôm xô luôn đó cả nhà. Ủa mình năm nay mình không có đi vô trong đó hả Giang? Mà chưa tới hả? Chưa làm hả? Ui, cá chê hả? Mẹ ơi quá trời cá chê mẹ ơi. Còn cái lặng nữa. Từ từ Giang ơi. Ủa cái lợp này cá nó ngon ông nội ơi, cá chê 2, 4, 6, 8 nó chê luôn. Rồi nó cá chê, nó kêu dục đây hả? Dục với sườn thì mẹ bỏ. Nó chốt rồi kìa, sao dục cái đó luôn rồi. Mình lụm loại này, mình lụm trước một loại cả nha. Cho nó dễ, thì mình phải phân loại ra. Mẹ dục xuống hàng cá chê xuống sườn rồi hả? Hai con rồi. Cá lăng kìa. Ủa cá lăng này cả nha. Bỏ riêng chút nữa mới dặn. Bỏ chung với đó luôn đi, nó chết không? Ui, cái này tới mấy con cá chạch luôn á mẹ. Ngon quá à. Cái lợp này cá ngon ghê vậy. Cá lăng bỏ chung cái chốt thì... cá lăng bỏ chung cái chốt. Cá chê với cá chạch rồi mẹ đổ xuống đi mẹ, đổ dưới đi hết rồi. Bỏ cá chạch. Tại sáng năm nay mới đi lựa cá lại thấy cái gì? Ôi gối mới cái thằng này giữ lắm cái chốt là nhiều cái lợp này mới đầu vô cái nhà thấy ít không càng ngày nó càng nhiều ngày qua bộ cưng không hay sao không có kéo lên lúc ngày qua lúc chiều chắc còn cao hả Em qua là hai vợ chồng Giang đi đổ cái nhà do ngày hôm qua Hằng với lại ông Sáu với bà Sáu đi đám cưới. Ngày qua là chảy cá lăng rồi nhiều dữ lắm luôn á. Còn có lít dần dần kìa. Cho coi. Gì? Này cái nhà có linh nè. Chịu hả? Chị lai. Thì à, cá lâu kiến. Có cá linh, cá chốt, cá sạch. Ăn không? Cá lâu kiến ăn không? Cá lâu kiến là nhỏ xíu rồi. Hai vụ khỏi ha. Cá lợp này cá linh cũng nhiều nè, cá sạch cũng ngon nữa. Ủa cái sọt này có làm gì không? Lụm cái gì trước? Cá chốt trước. Chữ người ta cá chốt nhóc hết trơn nè, kêu đem kêu gấp không chịu đem. Rồi hết rồi chốt. Chuyển nhượng liền. Tới cá sạc. Nãy giờ cái nào không có tập đi nha. Cái này được đó. Mình chịu khó mình lựa ra vậy nè. Mình bán mới có tiền đó nha. Còn nếu không mà bán cá để ủ nước mắm với lại cá mòi cho cá lóc ăn đó, là nó không có nhiều tiền chứ. Cái gì cũng phải chịu khó một chút mới được. Trời ơi mẹ ơi, sót một anh bác sĩ đi.
đồng tông nè. Cái đồng tâm nó có nó nhỏ rồi sao không? Chắc người này người ta mua về người ta cắt cái chợ lên tao bán gì, bán cái chợ gì cắt đầu em gì bán. Chốt rồi đó. Chê ghê vậy. Ủa hai cái chạch luôn mày ơi. Nãy giờ tới nào không có. Nào có chạch chưa á. Chốt rồi cả nhà. Đây là con cá chốt nha. Cá chốt bự quá trời bự. Chạch nè. Ở không ta, cái ngon nhiên, giữ gà, nhận đi, tao khen thì nhận đi trời, cười nè, cười, ông Ba Giang nó có đồng tiền bự gì mà, có đồng tiền không, ba mẹ hai cái đồng tiền cho quấy à, chú cũng có luôn á mẹ, ở nhà hiện tại ông Sáu chú vẫn chưa hết bệnh, không biết luôn, vẫn uống thuốc mỗi ngày luôn mà, bữa hai bữa nữa là ông Sáu hết chắc mà khi ông Sáu đi xét nghiệm máu này nọ nữa à, cái đâu mà cảm tới cảm lui hoài. Bữa nay giờ bác suy nghĩ ăn cái gì nữa nè mẹ, nhiều quá không được ăn quá cá ngon. Giờ mày thải ra con nào chưa? Chưa. Không có bàn tay, không có làm lại. Cá sặc là người ta mua là cái cá sống. Cái gì vậy?
cá luôn. Hôm nay do mắc cái nền mít cho nên là mình đổi bên sát bên Vượng Nam chút xíu. Còn hai cái lợp bên đó nữa đây nha, là xong. Hiện tại là được có 5 lợp, có 10 lợp lộn, 5 bầu 10 lợp. Đi xạo đâu rồi? Đâu rồi nữa. Không có gì ngoài cá. Đây là hệ đó không? Không có cái chê nè, cá đổ ra mới biết chi. Đổ cá không mười rồi, ổng còn nhiêu nữa vô khạc qua mấy khạc ổng ba mấy ký nữa dùng cả thả lửa. Ủa, con lươn ngon quá hằng ơi. Lắm rồi mẹ, lắm rồi tôi đi. Ở đâu? Đây. Nãy giờ cá bị cầu con đủ rồi đó. Cá này kho ngon cực kỳ luôn, ăn rồi để cho tay như miệng luôn, phải nha. Ốc này bự không em? Ở bên đây có ốc vàng bự bự không à? Vịt nhỏ, nhỏ, toàn vịt ăn hết đi. Anh bắt cá nữa rồi. Cái anh em của chị ba vui vẻ đó. Bắt cá chứ, cá chê đó. Chắc đi bắn câu hay gì quá à. Ở đâu mà nó bắt câu? Ổng có vợ bên khu mừng nè. Không có nhiều mình mừng ít. Ở không lấy gì mà có. Không có cái gì ở không mà có góp gió thành bão. Thế vậy đó chứ một hồi về ra cá rồi nắp cá trơn gom gom này.
Giang nó thành quả bữa nay không bằng hôm qua. Cả nhà lý do là đường đang bị lút nha, chút xíu nữa đổ cá nó về xong Giang ăn uống rồi. Ủa, ủa cá phóng Giang cái ngùa bụi ghê luôn. Này, tình hình chú Út vậy rồi sao chạy ổng vậy sao ổng mặn được, có mình ơn Giang à. Ủa ba đáp cái này có làm gì không Giang? Hả? Ủa xới mấy đồng khô hả? Đáp mà gánh lú đi làm cũng được. Đáp nó cũng biết làm. Giang ta hái cái xuồng ta không cột giống gì đâu. Dạ, tôm hả? À, à, có tôm càng. Cái cuối cùng hên. Thiệt, tôm càng xanh. Không, trở về không đi săn bắt ai cũng vậy thôi chứ đừng có không duyên gì ai. Nãy có con cá lăng trời. Quả tái còn. Ăn nguyên ngày luôn, nguyên ngày qua ăn cá lăng với cá chẹn. Tôi có ăn đâu tôi biết trời. Tôi mắc ăn đám cưới tôi có biết gì đâu. Ăn đám cưới ở nhà ăn cá lăng muối sả ớt chiên rồi bạn. Cá chẹn khô khô rồi. Bữa nay giờ ăn cá chầu rồi. Cái chiều cái ủa ổng chưa chưa cái nấu nồi canh 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 chua cá lăng ăn vậy. Ăn dở quá ha. Không có đồ ăn ăn đỡ. Lớn vậy nè, cái bài bản nha. Ăn rồi hả? Trời. Muối sả ớt, ổ lộn kho, kho tiêu ăn ngon mà cốt luôn. Cá chèn hả? Cũng ngon. Rồi, mất tiêu rồi. Làm gì mất trời? Kìa, tôi còn thấy quên. Trời ơi, phải chạy 3-4 con với con nhà, 3 đứa con nít. Chút về tao vui lắm. Đây cá đèn. Ha, 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 đây là con tôm. Tôm thiệt ha. Con tôm có dụng tôm không thiệt trời. Đây cả nhà. Ơi. Đổ dớn dính tôm mà có thiệt nha. Tao thì để đâu đây? Sập không à, sập không à. Có cái chỗ rồi, sáu xuống. Chiều nay con xả đang đổ đi. Xuống cái bầu không xuống cái nữa. Xuống cái bầu đít chưa. Để dọn đi, chị Tinh đi lấy giọt cho mình. Linh à. Linh một khoang sao vậy? Cái Linh làm cho mâm. Qua
cái không tông gì gì không nè. Tông này làm tông cái đá không có ba. Ba đá đông bự. Nó đòi vậy không có đâu. Trời nó từ quá. À. Đòi làm tông mà đòi cái bự gì. Không có chơi bự nhỏ gì chơi. Có cái sạc cái. Cái sạc nhỏ quá, anh dễ không nổi gì. Rồi, đừng có bắt nữa. Chút chút xong rồi. Giờ hai mẹ con, các mấy mẹ con đi về đó nha. Mẹ nấu cơm ăn. Mình cắt sạch cái nha. Cắt sạch mình phải bán sống mới được nha. Cá sặc thì mình đem mình đi gọng mà cả nhà. Còn đây là thành quả ngày hôm nay ba mẹ con đi nè. Vậy đó mà Giang nó chê đó cả nhà. Cái này còn vô để ý. Đây là cá lồng tông. Lương nè cả nhà. Lương này là gom lại 2 ngày nha. Hôm qua với hôm nay. Đây được nãy giờ lựa được mấy cá linh nè. Cá linh không có nhiều quá nha. Còn này là đặc sản của Quy Phim nha. Quy Phim đang ăn này nè. Ơi dính tôm mà con luôn hả? Ơi cả nhà ơi, cái này mới VIP nè. Nó chạp. Mẹ ơi, nhảy mẹ ơi, nhảy ngoài mẹ ơi. Lụm vô. Lụm sao dính mẹ? Lụm sao dính luôn cá này mẹ. Ê, từ từ từ. Nhẹ nhẹ bóp nó nhẹ, đừng bóp mạnh, bóp mạnh nó rồng à. Nhẹ nhẹ đừng dục vô cái nó nằm đi vô à. Mấy con. Rồi, đây cá chạch. Rồi cá chốt nha cả nhà. Cá chốt rất là nhiều và rất là ngon luôn. Hết biết ngon. Cá chốt nguồn nước nổi nói gì nữa cả nhà. Mấy con cá này là nó lên ruộng nó đẻ rồi nè. Nhất thiên hạ luôn. Đây. Bên đây còn nữa nè. Cá chê. Cá sặc hồi nãy cũng nhiều á. Cá này thì cá lồng tông này thì bữa nay là bán nè cả nhà, có người cân nè. Cá trê này cũng bán luôn. Còn lương với cá chốt với cá chạch thì cá sặc cũng bán luôn. Còn lương cá chốt với cá chạch thì thằng để lại, thằng làm để gửi tặng cho một người anh. Trời cá gì mà dán chơi hoài. Lúc đăng thôi, bữa nay sửa lại. Có con cá lăng. Rồi mẹ lấy cá nào cho ông bảy cho đi mẹ. Cả nhà ơi, hôm nay là ngày đầu tiên hàng quay cảnh đổ vớn luồng của gia đình cho cả nhà xem. Thì thành quả cũng tương đối nha cả nhà, nó dính cá cũng nhiều á. Do là Giang còn đi xuống thêm lợp với lại kéo đường đăng lên. Rồi hai chị em là Hằng với lại bà xã Giang thì sẽ làm cá để gửi đi cho một người anh. Cho nên là nên làm đồ ăn nhanh để ăn cơm cả nhà. Giờ mẹ với Giang đói bụng ăn cơm trước rồi, bà xã Giang nhà nấu nè. Hôm nay Hằng tạm thời sẽ không làm ẩm thực cá đồng cho cả nhà xem nha. Hẹn cả nhà video tiếp theo đi. Vài bữa nữa công việc nó hư thái một chút, mình chia sẻ đồ ăn ngon cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi video ngày hôm nay nha. Giờ mưa bão tới nữa rồi. Chào tạm cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà. Bây giờ đi làm cá. Trời ơi. Hai mẹ con ăn món gì? Ăn đồ đám cưới hôm qua cho còn. Đồ đám cưới. Rồi còn xuống còn ăn cá muối chiên. Cá lăng chiên với cái chèn chiên không ai ăn đồ đám cưới. Cái này của chị Hai nè. Cá bê chồng chứ khô khô ngon. Ăn khỏi có xương tôm khoái dữ lắm. Vô đất hả? Nói gì?